vâng, khi tôi có thể diễn ông thân mến, những tràng nhạc, những tràng pháo tay hòa chung cùng góp khí nồng nhiệt của những tràng pháo vừa rồi cũng đã minh chứng rằng buổi lễ vô quy của cô dâu Mai Trang sẽ riêng cùng chú rể Hà Tĩnh chính thức được bắt đầu rồi. Khi tôi có thể quý vị quan khách khách quý thân mến, trong ngày vui nhất cuộc đời của cô dâu Mai Trang và chú rể Hà Tĩnh cũng không thể thiếu được những lời dặn dò của hai bên gia đình gửi tới cô dâu chú rể, cũng như cũng không thể thiếu được những lời cảm ơn sâu sắc từ hai bên gia đình gửi tới toàn thể quý vị quan khách, phải không ạ? Và sau đây Khánh Du xin được trân trọng kính mời một bác đại diện cho hai bên gia đình cũng sẽ có những lời tâm sự được gửi tới toàn thể quý vị quan khách, cũng như những lời dặn dò gửi tới cô dâu và chú rể của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, xin mời bác ạ. Xin chào các bạn, gọi xa tu các bạn, các yêu, các bò, các mẹ, các gặp bên ba. Ơi, sọc phái vui đà, tà nai ốc, gặp bên ba đây, mình sẽ chung nhớ. Thôi hòa chứ không khỏi, gặp bên trắng hà để đi bên sẵn chép. Trên đây gặp bên ba, trắng đầu cá đầu mươi, chứ món hà bọn em, món bò, con mè. Tổ chức hà ở phố mía, đu tàu, đu đạn hâu. Trên đây trắng mươi, sọc hà, sọc em á. Họ thêm sọc rào. Trên đây bên ba, đu món hà thái tà, thái chân đu trái. Thứ đó là bên lù phần áo bùa lù nông trái là chi tình trên thế lên của bên bà thứ đó từ xếp cả phố mía từ tàu lạ đâu thế là cho chú à chú ma chú em lấy ông cơ bà thế là lấy ông thôi nữa khỏi vòng mấy chưa mà cảm xúc nông tang giảm tàu cũng tang hôn thua chú mà chú em nên thế là tàu lạ nó đi thế là tàu mới chú mà em mau nữa từng đào là chào mấy đồ mới lại cho bán khẩu nồi nên chào chú ở cái má chú em bản cầu đi bùi kiềng má bó đủ thuần lạc thế là chôm chỉ chôm mùa nào chúc khỏi cơ bà chứ là bơi đâu phê đó phải cào hàn chẳng sao thảo kế bản dưn bó đủ thuần lạc nên đây chú mà chú em đấy và cả mấy chú phủ cho cô nên đây còn chôm chỉ chôm mùa nào chúc khỏi nữa. Vâng, những tràng vỗ tay đã để quý vị khách rồi ạ, dành một tràng vỗ tay thật to được không ạ? To hơn đi ạ. Vâng ạ, xin được chân thành cảm ơn những lời phát biểu tâm tình đến từ các bác đại diện hai bên gia đình. Và sau đây Khánh Du xin được trân trọng kính mời cô dâu Mai Trang và chú rể Hà Tĩnh sẽ cùng tiến về phía bàn tay tiệc bên trái sân khấu chúng tôi ạ. Vâng, xin mời cô dâu chú rể hãy nắm tay nhau tiến về phía bàn tiệc bên trái ạ. Dạ vâng, quý thưa để diễn hôn thân mến, những tràng nhạc, những tràng pháo hòa chung cùng những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt của thể quý vị quan khách đã minh chứng rằng với bạn trẻ chú rể Văn Anh và cô dâu Hồng Điệp từ nay về mai sau, với bạn trẻ sẽ cùng nhau chung trên con đường tình yêu, chung trên con đường xây dựng hạnh phúc của mình. Kính thưa thể quý vị quan khách khách quý thân mến, một lần nữa Khánh Du xin được phép thay mặt cho hai bên gia đình cũng như nói đỡ lời cho cô dâu và chú rể cũng sẽ có một số lời tâm sự để thay mặt cho các bác hai bên gia đình được gửi tới toàn thể quý vị quan khách trong buổi diễn hôn ngày hôm nay. Và Khánh Du xin được nói bằng tiếng Thái đấy ạ. Trên nào, con mời kẹp khỏi cả lời sau phép chào lúc chào ta hợp tác các ngành chí quyên xã biển quảng bản thảm hao khỏi cái mất đi cái rất này muôn lại tương mà rất này để tăng nà tăng tà xúc hải xúc em xúc bò xúc mè sầu phượng sầu phà phú già tà nai còn miếng sầu sám cốt sầu chiết họt bò mè bị nòng hao nước sắc bò mè bị nòng hao của hù đều cười văn anh các bài hồng điệp có mặc men quén quát cần tay hừng nèo chân nỉ lẩy cốt là trắng tô sợ ảo lẩy cốt xào trắng tô sợ ải sợ em chân nỉ ải em sầu phượng sầu phà trắng bầu lồng ống hà trắng hải biển cù xú đồi nước sương mây nỉ cỏ nhăn sáo ma kiếm ma hà lẩy mười đi vết chăn mười sằng vết chép mười lẹp chép đi và sáng sáo ma kiếm ma hà lẩy một nào phát nát đặt đông phòng xú chân nỉ tháng sáu cáo sáu mươi tách lại phò mè pin đồng sọc áo sọ mới xúc hải xúc em xúc bò xúc mè nàng bản cuốn các bạn xúc bò xúc mè nàng bản tờ nát lừa và phải phải hình cả nó mắt tục mắt bom nhở nó xúc khỏi cả rất để buồn này gương mới khỏi cả sọ chúc ở lại phò mè phi nòng hao phải phải cô hào hán siêu sáng mấy nắp phò mè phi nòng nơ. Kính thưa quý vị quan khách, bây giờ là một số lời tâm sư Khánh Du được thay mặt cho hai bên gia đình để gửi tới quý vị quan khách khách quý trong buổi diễn hôn ngày hôm nay. Và sau đây Khánh Du sẽ trân trọng kính mời chú rể Văn Anh và cô dâu Hồng Điệp sẽ cùng tiến về phía bàn tiệc phía bên trái sân khấu của những người làm chương trình như tôi. Vâng ạ, xin mời ạ. Kính thưa quý vị quan khách khách quý thân mến, trong ngày buổi lễ hôn nhân của cô dâu Ngọc Thiên sánh duyên cùng chú rể Anh Đoàn cũng không thể thiếu được những lời dặn dò từ hai bên gia đình, phải không ạ? Kính thưa quý vị quan khách khách quý thân mến, và sau đây Khánh Du sẽ được trân trọng kính mời các bác đại diện hai bên gia đình cùng những lời phát biểu tâm tình gửi tới cô dâu quý thể, gửi tới toàn thể hội hôn của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và Khánh Du sẽ được trân trọng mời một bác đại diện hai bên gia đình ạ. Hãy
chúng ta thì duyên hôn thân mến. Và sau một ít phút thì các bác đại diện hai bên gia đình đã nhờ Khánh Du để nói thay lời cho cô dâu và chú rể chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Mọi người hãy cùng hợp nhé. Rồi, kính thưa thì quý vị toàn khách khách quý thân mến, và Khánh Du sẽ nói rằng là tiếng dân tộc thôi ạ. Trên đó, mình đi cầu, mình đi viết rằng, mình sẵn viết chép, mình lẹp chép đi. Sức mạnh tổ chức rất khỏi, Khánh Du có là giếng từ nhà giả của Hải Dương đã tổ chức ở nguồn phòng này tên nào hả mình đi. Sức khỏi khóc bức kẹt, phải sở phép chào lúc chào tà, hợp tác các ngành chính viên, xã biển của bản hâu. Sức khỏi rất để muộn lại tương mới để tăng ả tăng ta. Phó phường sọc phà, phú gia tàn ai, tàn ả, tàn ả, phần ngọc thiền, các bạn cười anh đoàn mini mất tổ chức nguồn hải hưởng sóng phà, sạc cười, phà cười mini xúc khỏi cũng rất là muộn lại, tương mà xúc khỏi cũng để hình bò mè phía nòng bằng cuốn ngao phà phà gò thái năm nước sửa chẳng, mấy hình mất nguồn tới tây hương chân ra học cản mắt tục mắt bòm, cho nên xúc khỏi cũng rất là muộn lại và nhớ xương bay hoa xương, phà ngọc thiền, các bạn cười anh đoàn cò mặt mềm của anh quan cảm chân đi lại khóc chủ sáng tốt ảo lại khóc xào sáng hà dù ải dù em chân đi ải em sọc phường sọc phà trắng bầu lồng cũng hà thưa tăng phà và tăng ai cũng đang bắn bánh phần hở tăng phú tăng già chân đi phường phú vương già còn đang kiếm ma hà lẩy vùng ná bắt nát đặt đông phục xứ tăng lại phòng mềm bên nòng chân đi cả tháng này sọc cáo sọc mới tăng lại phòng mềm bên nòng bàn cuống phòng mềm bên nòng bàn tẩy ná lừa sọc cáo sọc mới sức mải sức em sức bò sức mè áo cắn mấy hình mắt buồn trong tẩy trong cười tới tây hương tới giả xuất khỏi chân đi cả hình lẩy lại phòng mềm bên nòng áo cắn mắt tụng mắt bom nèo và tẩy chút xuất khỏi có rất gần buồn lại sọc trước lại tăng lại phòng mềm bên nòng ma sử đám cưới mới đi phòng phòng co hào hán xếp sang xếp kín phát tài mưa nào đã phòng mềm bên nòng đâu. Rồi, kính thưa tỷ diên hôn thân mến, rồi là một số lời phát biểu tâm tình thấy sự thay mặt hai bên gia đình của kính thưa tỷ quý vị có cách cách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sau đây để tỏ lòng cảm ơn kính thưa tỷ tỏ lòng cảm ơn với hai bên gia đình, Khánh Du xin trân trọng kính mời cô dâu Ngọc Tiên và chú rể anh Đoàn sẽ gửi những ly rượu của hạnh phúc, ly rượu của tình yêu đến các bậc sinh thành của mình. Kính thưa tỷ quý vị, đoàn khách khách quý thân mến, trong ngày vui nhất cuộc đời của cô dâu và chú rể ngày hôm nay, chúng ta không thể thiếu được những lời dặn dò của hai bên gia đình gửi tới cô dâu và chú rể, phải không ạ? Và sau đây, Khánh Du xin trân trọng kính mời một bác đại diện cho hai bên gia đình cũng sẽ có lời tâm sự được gửi tới tỷ quý vị quan khách cũng như những lời dặn dò gửi tới cô dâu và chú rể chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, Khánh Du xin trân trọng kính mời một bác đại diện cho hai bên gia đình ạ. Vâng ạ, xin mời một bác nào ạ. Alo, alo, nữ, khỏi là bên tác phú tác gia, là diện song phái, hay song đua song tẩu, cứ cả đua lan, cứ cả pha lan lên thèn quang phó, so bù hụt bụt thức căn, cứ cả này cân nào phô bia, tăng song mơ, song con xúc khỏi mơ, cứ cả mi lòng cao lòng mươi, xúc mà phì xúc bất nông, phì nòng này na lúc ta này bản. Hạ quanh hàng cana na khan ở việc bay việc ba cản người ma chờ tàu bó sòn đuôi tàu tôi đã khỏi có bốn mươi quán chờ người xưa cho chú khảo bút tí tương đồng bút đồ bút lan hào hát trường sơ thầu kế màn đơn bút tí sen thầu hai như mi đi à lầy ở trong bón chú khỏi mi tăng băng cày bút chú bút tún ư tăng sòng mơ tôi đã ai ở bút tí tương đồng tí nòng này na lúc tà này bản ai ở muôn hở lùa tàu hở lùa lan biết được những người trai được cắn có cắn kim cắn muôn các cú đào hát trường sáo nữ khỏe cho ăn hát cho bón nữ những tràng vỗ tay của toàn thể quý vị con khách rồi một tràng vỗ tay thật to được không ạ? Ok, xin cảm ơn ạ. Vừa rồi chúng ta vừa nghe những lời phát biểu tâm tình từ các bác đại diện hai bên gia đình gửi tới cô dâu chú rể cũng gửi tới toàn thể quý vị con khách trong buổi trường hôm nay. Và sau đây để tỏ lòng cảm ơn với những các bậc sinh thành của mình, Khánh Du xin trân trọng kính mời chú rể Đào Điện và cô dâu Diễm Quỳnh sẽ nâng những ly rượu của hạnh phúc, ly rượu của tình yêu đến các bác bậc sinh thành của mình. Xin mời cô dâu và chú rể ạ. Và kính thưa toàn thể duyên hôn thân mến, trong ngày vui cuộc đời của cô dâu và chú rể cũng không thể thiếu được những lời dặn dò, lời dặn dò của các bác sinh thành gửi tới cô dâu chú rể cũng như những lời chân thành cảm ơn tới toàn thể quý vị quan khách trong buổi duyên hôn ngày hôm nay phổ ngạ. Và sau đây Khánh Du xin được trân trọng kính mời một bác đại diện cho hai bên gia đình cũng sẽ có lời tâm sự được gửi tới toàn thể duyên hôn, được gửi tới cô dâu chú rể. Và xin mời một bác ạ. Alo, trên lo mình đi lo sức khỏe có rất là phấn khởi trên mới sống tôi luôn tân lan này tổ chức long trọng bên phố bên mía
Thế nên xúc khỏe đại diện là tăng trai. Thứ nhất thì do trân trọng cảm ơn lòng Pi Lu Lan Bản Tờ Đa Nưa, ủy ban cán bộ chính quyền tổ đội hợp tác xã Thái Nam Nưa xử lý má tài to bó son kinh lào chết lào chút lào tráng là Lu Lan là lòng Pi xúc khỏe. Cho nên quán nói với lại khỏi với quán nói là chúc mừng Lu Lan lòng Pi Bản Tờ Đa Nưa và cả hào hát khăn mây hầu Lu Lan nào là phương phúc phương bún mà là lớn xưa nhá lòng Pi chúc phụ cho con đấy nó. Những tràng vỗ tay nồng nhiệt và tỉ quý vị rồi ạ, hãy dành một tràng pháo tay thật to được không ạ? Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị, xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu tâm tình của các bác đại diện cho hai bên gia đình và kính chúc các bác đại diện hai bên gia đình sẽ có một sức khỏe thật là dồi dào, kính chúc hai bên gia đình luôn luôn thành công trong cuộc sống.